Theo đội cảnh sát giao thông số 11 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, mới đây một chiếc ô tô con đang di chuyển trên đoạn km 23 đại lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội hướng về trung tâm thành phố thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Cụ thể vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10, chiếc xe nhãn hiệu Mercedes mang biển kiểm soát khu vực Hà Nội 30K 00XX do anh Nguyễn Mạnh C sinh năm 1981, trú tại Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội điều khiển bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay khi phát hiện có cháy, tài xế và người đi đường đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành vì ngọn lửa quá lớn và nhanh chóng bao trùm chiếc xe. Chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ xuống bảo vệ hiện trường, phối hợp với công an huyện Quốc Oai làm rõ vụ việc. May mắn không có ai bị thương, tuy nhiên chiếc ô tô đã bị thiêu dụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được xác minh làm rõ.